Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Thuộc sở hữu của công ty Initree Games, Sword of Legends, M Automaton hay Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Mộc Ngữ Nhân là một tựa game nhập vai chiến thuật theo lượt vừa được phát hành tại Thái Lan. Game sở hữu phong cách đồ họa đẹp mắt cùng lối chơi theo lượt thông thường nhưng không hề kém phần thú vị. Cốt truyện game được dựa trên Cổ Kiếm Kỳ Đàm, một thương hiệu game khá nổi tiếng đến từ Trung Quốc, được rất nhiều game thủ yêu thích. Hệ thống chiến đấu của Source of Legend nhìn chung khá đơn giản. Trò chơi hội tụ những yếu tố của một game nhập vai theo lượt, đi kèm là hệ thống nâng cấp cơ bản với 4 chiêu thức cho một nhân vật. Các trang bị được phân loại theo độ hiếm với 6 món khác nhau cho mỗi nhân vật. Hệ thống tướng đa dạng với rất nhiều nhân vật khác nhau, trong đó mỗi người đều thuộc một hệ nào đó với sức mạnh tấn công, phòng thủ, hỗ trợ riêng. Phối hợp một đội hình chuẩn chỉ là một trong những yếu tố người chơi phải cân nhắc khi xây dựng đội hình, cũng như cân bằng lượng tài nguyên khi phát triển nhân vật. Các chế độ chơi trong game nhìn chung cũng khá đa dạng và mang nhiều tính khám phá. Do là một tựa game đấu tướng thuộc thể loại RPG nên yếu tố cốt truyện chắc chắn là điều không thể thiếu. Một thế giới huyền huyễn đơn giản nhưng không kém phần thú vị, xen lẫn yếu tố tiên thuật, vũ khí và cả máy móc. Đặc biệt, phần đồ họa trong game là một trong những yếu tố hỗ trợ rất tốt trong việc khám phá thế giới. Nhân tiện nói về đồ họa, Source of Legend M Automaton sở hữu phong cách hình ảnh kiểu cổ phong vô cùng ấn tượng. Mọi thứ trong game, từ tạo hình nhân vật, trang bị, bối cảnh đều hiển thị vô cùng hút mắt. Một điểm nữa nằm ở khâu đồ họa chính là hiệu ứng chiến đấu. Những chiêu thức thông thường sẽ có hiệu ứng cơ bản, nhưng khi dùng những đòn cấp cao hơn, hiệu ứng sẽ trở nên hoành tráng và cực kỳ đẹp mắt. Dù vậy, nhà phát triển đã không mắc lỗi hiệu ứng quá nhiều dẫn đến cảm giác khó chịu như một số tựa game khác trên thị trường. Nhìn chung, Source of Legend M Automaton sở hữu cho mình yếu tố của một game SRPG hấp dẫn, chắc chắn sẽ không phí thời gian trải nghiệm của người chơi. Các điểm đặc sắc của game: thiết kế theo phong cách SRPG thú vị, hệ thống tướng và hệ thống nâng cấp đa dạng, cốt truyện xoay quanh thế giới fantasy hấp dẫn, lối chơi theo lượt đầy lôi cuốn, đồ họa đẹp mắt, hiệu ứng sống động. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.